có cái chỗ gác một câu luôn ha. Có chỗ gác một câu luôn á. Ngon à. Em qua. Nước nó đang lớn quá vậy. Anh Sang chắc biết gì hả? Nghe nói gì? Quánh nhỏ em đuổi đi luôn. Ba có nhà, ba không ở, đuổi ba xuống nhà em ở. Ba xuống nhà em ở mấy tháng trời. Che cái vợ, che cái trái ở ngoài sau cho ba ở. Nhà ba có mà không cho ba ở. Giỏi lắm á. Hả? À. Còn có nhỏ gì nữa, con cái gì bán sôi chè nữa đó. Em. Con nhỏ em mà nhỏ nó lấy thằng Phương em á. Lấy Phương em mà thôi rồi đó. Ủa anh Vinh giờ anh ở với Vũng Tàu luôn hả? À. Anh kêu em xuống với Vũng Tàu bẫy chim hoài cái gì? Anh kêu em xuống Vũng Tàu bẫy chim hoài à. Nói chim ở ngay cái bìa núi nhiều lắm. Ở ngoài sau quán ảnh á. Đãi phải phải ở phụ quán chị Nương á. Cái này hay phải rồi, có công việc làm cũng được. Đãi Út hả anh Sang? Đó là em cô cậu mà. Em cô cậu hả? Ờ, để bà già nuôi từ nhỏ lớn nuôi nhà. Ủa, nó không thấy nhà xe Honda nhiều. Em tưởng đâu là buôn bán xe. Cá Đồng Huy này á, anh làm nấu canh chua măng á, ngon. Ờ, nó không làm cái gì ngon á, chua măng ngon. Anh mua đậu bắp nè,
có thơm nè, đừng lấy giá, bắp thơm với lại ngò ôm với lại bạc hà, cà chua, măng. Nếu mà hai vợ chồng ăn với đứa con thì mua 10 ngàn ăn chua được rồi. Đang ngồi cái chua chạy như là đầu la ghim là 60 ngàn á, đắt nữa, chừng khoảng 10 mấy trái đắt thôi, chắc là được lấy cái thứ đắt á, nấu đắt ngon lắm. Mấy đứa con em nó kén ăn lắm á, mà nấu cái chua cá thì nó ăn dữ lắm. Cái nước ấm ớt nè, bỏ ít ớt thôi, cái sắt ra bỏ con cá nấu chua lên cho nó ăn nó phải lắm. Câu đây vậy con vậy cho. Con là bự á, mấy em mặn hết à, mặn lẻ lắm, cá nhiều chứ mặn chút xíu rồi xong à, mà đưa vợ em mặn 2 tiếng hồ chưa xong, chậm chạp á, chứ lại không biết cách mặn nữa. Vợ mặn bằng kéo luôn mà. Người ta đánh giải bằng dao, nó lấy cái kéo đánh giải lâu lắm. Em về ha, đầu cái giải là lấy dao đánh giải trước, xong rồi em bỏ qua một bên, xong đó là lấy cái kéo em cắt tóc hành luôn mà lẹ lắm. Em bằng 6 kg mà chỉ có 30 phút mà nửa tiếng hồ, mà vợ em mà đưa cho nó có 2 kg mấy 3 kg và nó bằng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng hồ chưa xong. Tại rồi lấy cái kéo nó bằng giải lâu lắm. Cái bữa mấy hôm sau nhiều quá cái không mặn luôn, dùng cái tủ lạnh luôn, cái kêu nhỏ bạn á lại cho nó đây lại nó lại lấy thôi, cái gì nó phát cho người ít sữa ăn. Cá ở đây còn em còn ăn chứ cá ở suối em không ăn, sao nó hôi lắm. Nó ăn 3 con heo không à, 2 con heo á nó hôi lắm. Bằng cái ruột nó ra, trời ơi một ruột vậy đó, còn cá đây ít ruột lắm, cá đây mỡ nhiều, mập quá. Cá suối nó ở có cố định có chỗ à, nó không chạy lên chạy xuống, còn con này nó chạy lên chạy xuống, nước rộng nước lớn nó chạy lên chạy xuống, ngon lắm, nó không có hồi rộng, chứ lại bùn nữa.
à, có chiếc du thuyền rồi các bạn. Chiếc du du thuyền du thuyền trên sông các bạn. Mình cũng xin kết thúc video tại các bạn. Video cũng dài quá rồi. Nay được có 3 con các bạn. Như con cái rô đồng nữa. Đó. 4 con.